hôm nay tóc dài dưới ta. Hello mấy chế nha. Hôm nay á là mình sẽ giới thiệu cho mấy chế một cái cuộc thi dành cho những chế nào mà gọi là màu hồng nam tính giống như mình á. Đó là cái cuộc thi ngày hôm nay. Mấy chế thấy tóc của mình hôm nay dài không? Tại vì á, ngày hôm nay mình sẽ tham gia cái cuộc thi đó là màu hồng nam tính. Lộn. Đó là mình sẽ tham gia cái cuộc thi đó là người đàn ông sở hữu bộ tóc dài nhất thế giới. À, mình sở hữu bộ tóc dài nè, không? Mình đang cố gắng để cho nó dài, thiệt là dài, dài ơi là dài luôn, để gọi là tham gia cuộc thi này. Mà mấy chế không biết cuộc thi này như thế nào vậy? Vậy thì bây giờ mấy chế theo mình để tham gia cuộc thi nha. Mình mong mình sẽ là người gọi là đạt được giải nhất trong cái cuộc thi người đàn ông tóc dài. Trời ơi mấy chế nhìn kìa. Mới vô mà người ta đã tặng cho mình bộ váy màu hồng kìa. Đôi dài màu hồng kìa. Thích quá, phép thực queen. Ok các bạn ơi, mình đã bước vào cuộc thi rồi. May mắn sao là bước vào cuộc thi này, người ta đã tặng cho mình một cái bộ đồ màu hồng các bạn. Mình đã nói ngay đầu tiên đó là ngày hôm nay mình sẽ tham gia cuộc thi là gọi là ai là người giờ có bộ tóc dài nhất thế giới, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông màu hồng nam tính có bộ tóc dài nhất thế giới. Cái tóc mình dài không? Đó, dài chưa, dài chưa? Đấy rồi, ok. Bây giờ không nói nhiều nữa, let's go luôn các bạn. Ok, let's go. Mình chưa biết là cuộc thi này sẽ như thế nào đây. À, là mình sẽ gọi là lấy những cái bộ tóc đó, mình nói là tóc của mình. Ui, tóc vàng kìa. Không, mình thích tóc màu hồng. Thích tóc màu hồng nam tính các bạn ơi. Vậy là mình sẽ lấy những cái bộ tóc màu hồng này. Ui, tóc dài. Ok, rồi, hiểu rồi. Mình sẽ lấy những cái bộ tóc này mình nói vô rồi. Ok, nhấn nước qua. Oh my god, đứt khúc quá kìa. Làm sao? À, là mình phải vượt qua những cái chướng ngại vật này các bạn. À, để mình thử. Ui, đúng rồi. Wow, tóc màu xanh này cũng đẹp nè. Nhưng mà, ui. Tóc nó dài kìa. Nhưng mà quá trời bẫy luôn, giờ sao đây? Ây à, ok, gán vượt qua. Ôi, ôi. Rồi, xong luôn. Còn con khúc à, tóc gì còn có miếng à, sao dài được. Ui, có người cổ vũ kìa. Ok, cảm ơn mấy chế nha, cảm ơn mấy chế đã cổ vũ cho mình. Rồi bây giờ mình phải giữ làm sao để tóc mình nó dài ra. Tóc gì mới có 10 vậy trời, 10 mét hả? Tóc này chỉ mới có 10 mét thôi các bạn, chưa có dài lắm đâu các bạn à. Mình sẽ cố gắng cho nó dài thêm nữa các bạn ơi. Ok em chế ơi, thấy tóc hôm nay mình, tóc mình nó dài không các bạn không? Đấy, tóc nó dài hai bên nè. Đấy, ghê chưa. Đấy, ngầu chưa? Ngầu đẹp trai không? Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Let's go. Bây giờ là mình đang từ. Bây giờ tóc mình đang ngắn đúng không? Mình phải làm sao để mình vượt qua. Ui, khó rồi nha. Tại vì mình, ui, mình không lấy được gì luôn kìa. Oh my god. Ui, ngồi xích đu à. Tóc nó dài kìa các bạn ơi. Oh my god, nó dài kìa. Dài vậy sẽ khó qua. Này, bây giờ chỗ này sao qua được đây? Phải tập trung các bạn, mình phải qua được mà không đứt. Oh my god, đứt. Ui, đứt một khúc luôn bạn ơi. Mình chuyển qua màu hồng đi, mình thích màu hồng. Rồi, trái. Rồi xong luôn. Ôi, cay thế nhờ. Còn con khúc à. Không biết là được hơn 10 mét không đây. Ok, come on, hơn 10 mét nha. Yo, cố lên. Yes, 15 mét các bạn. Mình đã lên được thêm 5 mét rồi. Quá là good luôn. Phải dài nhất thế giới mình mới chịu được. Phải không? Vừa bước qua cái đó thôi là nó đã làm cho tóc của mình nó đứt ra rồi. Đây là những cái bẫy và những... Ui, những cái bẫy này nó sẽ làm cho tóc của mình... Ui, nhưng mà mình thích cái tóc màu xanh này các bạn. Màu hồng mình cũng thích, màu xanh mình cũng thích nữa bạn ơi. Màu xanh dương này đẹp nè. Ok, màu hồng nam tính mà. Oh my god, chạy. Ôi. Rồi xong, tóc còn khúc. Ok các bạn, hình như là mình bước tới cái cưa này không sao các bạn. À, mình bước tới đụng cái bẫy không sao hết. Nhưng mà nếu mà tóc mình đụng vô cái bẫy là tóc mình nó sẽ ngắn lại. Trời ơi, ba màng rồi. Ba, ui, có 10 vậy trời. Ba vòng thi rồi mà tóc mình nãy giờ chỉ có dài nhất là 15 mét thôi. Cố lên các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy màu hồng nha, màu hồng là màu chủ đạo của mình. Màu mình thích màu hồng nam tính. Đấy, ôi, ui màu vàng đẹp ha. Ok, rồi, ui xin đu, ui đứt cơ kìa. Ây da, da, cái cua bự vậy. Oh my god, cái bẫy nó khổng lồ luôn bạn ơi. Siêu to không. Tóc dài đã bạn ơi, tóc cơ. Ôi khoan, từ. Ok, cái này làm cho mình tưởng nhớ đến cái bộ phim là Nàng Công Chúa Tóc Dài các bạn. Tóc siêu dài luôn. Oh my god, wow. Ôi,
lấy màu vàng, xong lấy màu hồng. Trời thôi kệ nó, lỡ rồi lỡ rồi, để xem coi lần này dài lắm nha các bạn, lần này hơi bị dài luôn á. Come on. Oh. 95m. Oh my god. Nó dài thật sự. 95m là kỷ lục bây giờ nha các bạn. Trời ơi. Ok, lấy màu cam đi. Màu nâu nhìn nó giống cái cục gì đó kỳ lắm bạn. Ok, đi qua đi qua. Ui. Ui đủ màu luôn bạn ơi, đủ màu luôn nè. Đấy, màu nâu, màu đỏ, màu vàng, ơ là màu cam, màu hồng, màu nâu, màu vàng, màu nâu tùm lum hết á, màu xanh nữa. Ơ, ơ, rồi xong. Ơ, qua qua qua. Rồi mình chọn bên đây là đúng luôn bạn ơi, đúng màu hồng của mình luôn. Đấy, phải dài ra nó mới được. Rồi từ 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 từ, cái này bình tĩnh, cái này bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, ok. Tiếp 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 tiếp. Ui! Rồi xong luôn, tèo luôn rồi. Tèo 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 luôn rồi các bạn ơi. Cái này khó quá. Tại vì đúng rồi, cuộc thi thì nó phải khó chứ. Ok. Wow. Oh my god. Thôi thôi, bó tay rồi, lần này không được rồi. Lần này không có được chín mấy mét rồi bạn ơi. Come on. Wow. Cái gì kỳ vậy, có 20m, 25 hả? Trời, hên được miếng mới được 25 á. Chứ còn mà đứt cái miếng đó là chỉ còn có 20 thôi bạn. Ui. Mở khóa lần trước các bạn nhớ không? Khi mà mình gọi là hạ đi thi vật tay, các bạn còn nhớ cái lần đi thi vật tay của mình không? Mình đã mở được rất là nhiều đồ may mắn của lần này. Oh. Mình vừa nói luôn các bạn, mình hên thiệt sự. Mình hên thiệt sự. Lần này là cái bẫy hơi bị nhiều nè. Ok, lần này là mình cố gắng nha. Từ 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 bước qua nè, xong rồi từ từ nè. Ấy qua nè, không? Khó lắm bạn, khó điều khiển lắm chứ không phải là dễ đâu. Rồi ok, lên xích đu. Ôi xích đu màu hồng luôn bạn. Trời ơi. Thích quá đi, thích quá đi. Thích quá đi, thích quá đi. Oh my god, qua rồi. Ok, qua, qua. Cố lên, mình phải là người đàn ông tóc dài nhất thế giới mà. Không thể nào mà để cho tóc. Ơi. Ôi trời ơi. Gây vậy, gây vậy, gây vậy, gây vậy. Ok, đừng có chém gió nữa, chém gió là gọi là hạ đi luôn bạn ơi. Ê, ê. Yeah. Màu vàng rồi, lần này dài nha, lần này dài nha. Ok, lần này ít 7. Ok, let's go. Ui, vẫn chưa tới được cái mức 95 của mình. Chắc cái mức này khó mà ai có thể phá được kỷ lục các bạn ơi. Ui, tóc mình dài kìa các bạn ơi. Ui, tóc dài đã thiệt, đã thiệt. Ok, qua luôn nào, qua luôn nào. Ui, ui, tóc ngắn luôn rồi. Ê, té vậy? What? Có vụ té nữa các bạn. Bó tay thì chứ. Mình tưởng là, à, đúng rồi. Tóc dài quá mà đi nhanh quá là sẽ dấp. Dấp là sẽ té, đúng không? Tại vì tóc, ui, lại dính nữa rồi. Ok, rõ ràng tóc, ơi. Rồi, xong luôn. Nè, cái này dễ nè, thấy không? Qua dễ nè. Gán lấy được, ui, lấy gán lấy hai cái mà không được các bạn. Cái mà né đó, các bạn không, tóc mình ngắn mình có thể né qua dễ dàng, nhưng mà khi mà tóc mình quá dài rồi mình né rất khó. Đây mình qua được luôn nè, đó, lần này mình qua được nè. Rồi ok, wow wow, lần này tóc dài nha, lần này tóc dài. Ơi đừng quẩy, đừng quẩy. Rồi ok, lần này tóc cũng dài dài được tí. Ồ, nhưng mà không có dài lắm đâu. Chưa phá được kỷ lục lúc đầu của mình. Ok, 35 mà. Vậy là cũng còn yếu lắm. Còn yếu lắm bạn ơi. Ok, đó, những bạn nào mà gọi là bạn nam. Cái tóc đẹp bạn, cái tóc này là tóc con két. Tóc con vạt các bạn. Ok, đủ chưa, đủ chưa? Ôi, xém tí đủ rồi, tưởng đủ rồi chứ. Ok. Đâu, để mình xem coi, mình có trendy nè. Rồi ok, mình không có để, mình không có tiền để mình mở ra mấy người này, mình bực mình quá. Ok, ok. Ê, 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 tóc tôi nó ngắn rồi, còn rồi cắt gì nữa. Rồi ok. Rồi ok, 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 qua rồi. Lần trước là chúng ta rất là mạnh mẽ, nhưng lần này thì chúng ta mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ok. Ok, lần này là chúng ta gọi là giống như là con gái luôn rồi các bạn ơi. Oh my god. Không sao, không sao. Tóc dài quá thì giống như con gái là đúng rồi. Nghĩ thì sao mà cái tóc mà dài quá trời quá đất luôn, thấy không? Tóc này là phải cả 100m hơn á. Ồ, chưa chưa chưa, 95m thôi. Ok, mình phải cố gắng, mình phải hơn 100m. Ui, ui, đừng, đừng, đứt tóc, đứt tóc. Mình ghê á, xém tí là được rồi. Ok, không được các bạn ơi, khó quá. Mình không thể nào được rồi, cái này cỡ 30 à. 35. Ui 30 các bạn. Được một miếng mà nó không cho. Cho shop nè. Random now. Come on, come on. Oh yeah. Mặc áo màu đỏ BD luôn mới đau chứ. Thôi kệ, bỏ tiền ra mua mà không xài cũng hơi kỳ. Rồi let's go. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Đấy chưa, lần này mình điêu luyện hơn rồi đó. Mình phải tập trung thật là tốt để mình không có bị đứt tóc. Rồi tóc mình nó dài, lần này mình phải hơn 95 nha. 100m cho anh, 100m cho anh nha. Rồi ok. Rồi ok, từ từ. Cái này mình có thể cho đứng lại cho nên là mình cũng không có gì phải hấp tấp hết đó.
Wow, oh my god, cái tóc của tôi. Người ta nói là cái răng, cái tóc là gốc con người mà nó cạo chọc cô nhỏ luôn. Ok, oh my god, qua luôn. Ui, hên quá, tóc mình vẫn còn chưa bị cạo hết bạn ơi. Ok, rồi let's go. Cái này căng nè, cái này căng nè nha. Đúng rồi, cái này được. Ui, sao kỳ vậy? Cái này sao quá. Trả lời cho mình này sao qua. Oh my god. Tóc mà dài là qua là chắc chắn là bị đứt. Hay là tóc mình ngắn mình mới qua được á. Chứ tóc mình mà dài các bạn nghĩ coi sao qua. Nè, cái dày này sao qua. Đó, thấy không? Thấy chưa? Hay là tóc ngắn mà nó còn bị đứt hình khúc rồi đấy. Ok, lấy tóc. Ui, màu hồng sao mình không lấy ta. Ui, lần này tóc dài nè. Yeah, lần này cố lên nha. 95. Ui, 65. Sao nãy mình được 95 ta? Sao nãy mình hên như vậy trời. Oh my god, bó tay chấm cơm luôn. Không được rồi, phải cố hơn nữa. Nhưng mà các bạn thấy đó, nó khó chứ đâu phải dễ đâu. Dễ ăn đâu. Ok, ấy, qua nè. Ok, cái quan trọng bây giờ là người ta hướng tới là phải tóc dài ấy. Còn quần áo không quan trọng, quan trọng là tóc thôi. Ok, ê. Đứt tóc luôn, đứt tóc tôi. Ok, wow. Rồi, cái này căng rồi nha. Wow, ok, rồi. Cái này giờ sao ta? Cái này phải lượn nè. Ấy, lượn ghê không? Lướt ghê không? Qua luôn. Không ơi. Ôi! Cay nha. Bực mình. Nãy giờ cố gắng 90 mấy không được là không được nha. Ok, đứng hàm. Rồi xong đứt luôn rồi, đứt khóc luôn rồi. Trời ơi. Lần này chắc hơn 60 á, lần này chắc hơn á. Ô! 100 rồi các bạn ơi. Tóc mình dài 100m. Ok. Dạ. Yeah. Rồi ok, mở ra, hên một lần coi. Ui, đúng là hên một lần luôn á. Phải nói là hên hai lần nó mới cho mình thêm. Chứ mình nói mình hên một lần thì nãy mình hên rồi, nó có cho mình thêm đâu. Oh my god, ui, bộ đồ đẹp quá bạn. Bộ đồ này dễ thương nè, nhưng mà tóc màu cam. Mà mình lấy có được đâu, dễ thương thôi chứ có lấy được đâu. Rồi ok, thôi bỏ qua luôn đi. Có tiền mới lấy được. Rồi ok, let's go. Trời ơi, sao mình đảo quá trời luôn mà mình không lấy được gì ta. Nó nhạy lắm các bạn ơi, nó không có như là bình thường các bạn thấy đâu. Rồi, ui, cái này tóc hơi dài luôn á. Oh my god, cái này mà mình vượt qua hết là tóc mình hơi bị dài luôn á. Quay, ui, trời ơi, tóc dài. Ước mơ của em là để tóc dài. Đấy, em là màu hồng nam tính. Oh my god, nó cho mình tóc dài mà các bạn nhìn cái bẫy của nó kìa. Từ. Rồi, lên. Wow luôn. Ui, ok, lần này tóc dài rồi. Đồng đầy tóc dài đẹp trai hai mái luôn rồi. Các bạn đoán bao nhiêu? Các bạn dài bao nhiêu? Đoán nha. Mình đoán là hơn 100. 125 mét chứ nhiêu. Đấy, thấy chưa? Để nói rồi mà. Ê, từ, sắp đủ tiền các bạn ơi, sắp đủ tiền rồi. Cố lên nào. Mình sắp đủ tiền để mình mua thêm đồ mới rồi. Mình sẽ cố lên nào. Đấy, tóc càng dài tiền càng nhiều. Đó là phần thưởng trong cuộc thi mà các bạn. Ok. Ơi, qua, đứt. Ồ, hình quá, đứt con miếng à, từ cái này phải từ từ, đấy, này phải từ từ. À, tóc vàng, ôi, tóc hồng chứ, mình phải lấy tóc hồng chứ, tóc vàng gì. Ok, qua nè, qua luôn, đứt, đứt của tôi bây giờ, ui. Lần này mình điêu luyện hơn bạn ơi, tóc mình nó sẽ dài hơn. Ôi, đừng, no. Vừa mới chém gió xong, đứt tóc luôn. Thì cái tình, thôi kệ nó, vậy cũng được. Mình sẽ cố gắng lấy được hai cái, ui, xong không được luôn bạn ơi, tham. Đúng là tham thì thăm mà. Đấy, từ từ đứng lại. Qua lấy. Rồi không. Lần này không được hơn 125 mà mình dám chắc với các bạn luôn. Tóc mình nó đã dài hơn rồi mày không? Tóc mình nó dài hơn nè ha. Dài chưa? Ok, let's go. 125. Ui, 95 y như nãy luôn các bạn. Nhưng mà không sao, vậy là ok rồi đó. Kể từ bây giờ các bạn hãy gọi mình là chị Len tóc dài. Ủa, lộn. Anh Len tóc dài. Bây giờ là nè đó. Không, các bạn còn nói chung là các bạn đang còn đi học nên các bạn không có để tóc dài được. Chứ mình là không có đi học nữa, để tóc dài được các bạn không? Dài chưa? Mà tóc mình nó còn dài được nữa. Rồi bây giờ mình vô đây mình sẽ mua bộ tóc mới đi các bạn. Đúng không? Ở đây nó có mua cái nơ nè, nhưng mà mình thích mua bộ tóc mới được không? Ok, mình sẽ mua một bộ tóc mới cho coi nó như thế nào. Let's go. Làm ơn tóc màu hồng. Ui. Màu nâu cục. Thôi không nói đâu, ghê quá. Bây giờ tự nhiên tóc màu nâu luôn rồi. Thấy gớm luôn rồi.
Ok, thôi kệ nó, vậy cũng được. Rồi, ok. Lần này là cố gắng nha các bạn ơi, mình hơi nhỏ một tí, mình nhận được cái màu nâu gì đó. Ok, đừng có đứt tóc của tôi. Ui, màu này màu gì vậy? Màu nâu, à nâu vàng các bạn ơi. Màu nâu mà ở dưới cái đuôi, phần đuôi nó vàng. Đấy, phần trên màu nâu, phần đuôi nó vàng, nhìn nó cũng đẹp. Còn, ui, lần này tóc, ui, ui. Tập trung. Lần này coi bộ là tóc mình nó sẽ dài được hơn nhiều ấy. Ok, cái phần này mới khó nè, cái phần này có phải hơi nước. Rồi, xong luôn, lướt qua đời nhau, đứt tóc hết luôn. Trời ơi, kỳ cục. Rồi, cái này phải từ từ thôi. Khó bạn, lúc đầu tưởng là qua được dễ, dễ ăn lắm, ai về đâu. Có dễ ăn đâu. Oh my god, không biết tóc bao nhiêu nữa. Woo. Mọi người đang cổ vũ cho mình sẽ không thể nào mà bỏ cuộc được các bạn. Đấy, rồi, ok, let's go. Như vậy, 45 mà. Nhìn nó dài ghê luôn mà, có 45 bạn. Hồi nãy kỷ lục của mình là 125m. Ui, cái tóc mình nó dài kìa. Các bạn thấy tóc mình dài không? Ok, mình thích cái màu kia quá, mình thích cái màu xanh quá mà mình không tới được. Ok, từ qua luôn. Ui. Cái này phải canh các bạn ơi, này khó lắm, tóc mình nó dài quá rồi. Nó không thể nào mà. Ui, bên nào đây? Lửa bên nào đây? Bên trái đi. Ok. Bên trái, qua lẹ. Tiếp. Lần này bên trái nha. Bên trái, hồi bên phải đi. Ok. Ôi. Tóc dài quá dám té các bạn. Tới luôn. Đấy, cái đoạn này mới là căng nhất nè. Cái đoạn này mà muốn nội tóc mình nó né được á, hơi căng á. Đấy, phải đi từ từ thôi, lần này mình đừng có lừa nữa, mình lừa nó. Mình nói là ui, tóc mình đứt rồi. Đứt rồi. Ê. Ê, quá màu hồng. Oh my god, dài nha, làm ơn dài nha. Ok, nhìn vậy chứ không có dài lắm đâu các bạn ơi. Không tới được 100 đâu. Chấm mốt luôn, mình tưởng không tới chứ. Nhưng mà kỷ lục của mình là 125 nãy giờ, chưa qua được. Mình đang cố gắng để dành tiền các bạn ơi. Nhưng mà thật sự khó quá. Ok, mình có đủ chìa khóa nè. Lần này là mình sẽ gọi là mở được thêm. Mong là sẽ mở được cái gì may mắn tới. Ê, nhanh. Đứt tóc. Rồi, ok, wow. Lên, ủa cái cao vậy? Ui, cái này lùa nhau à. Wow, tóc dài các bạn ơi. À, mình phải nâng nó lên cao. Ui, tóc mình dài lắm á. Mình chỉ cần cố gắng vượt qua thôi là tóc mình cực kỳ dài nha. Ok, từ từ. Rồi, ok, vượt qua. Rồi, vượt qua luôn. Ok, lấy. Vượt qua. Lẹ. Ui. Tóc tôi. Ơi, đừng. Tóc dài lắm á. Dài lắm luôn á. Ok, lấy màu vàng cho nó sáng tí nào. Rồi, ok. Vô ra. 1, 2, 3, let's go. Mình tưởng là nó hơn. Ai về nó được 125 luôn các bạn. Y như hồi nãy 125m. Rồi, ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên lại cho mình một like và đăng ký và chia sẻ cùng mình để xem mình cao bấm dưới cáo nếu các bạn là fan chân chính, ủng hộ mình nha các bạn ơi. Và vừa rồi là mình đã tham gia xong cái cuộc thi, đó là người đàn ông tóc dài nhất thế giới. Và mình đã chiến thắng.